Lấy chụp đi coi. Mà nó đỏ quá trời nữa bạn. Ừ. Trái mận hay gì á? À, trái này trái khác gì hai ơi. Ôi trái mận vậy Loan ơi. Trái mận. Được chín rồi nè. Trái mận như ở nhà mình vậy Loan. Nó thơm, bỏ cái này đi ăn thử này em. Đưa trái đỏ đỏ rồi em. Đừng mấy trái đỏ đỏ, bẻ ăn thử à. Nó ngọt, trời ơi nó ngọt. Mà nó thơm, cực kỳ thơm luôn. Ngon hơn cái này nữa hả? Đúng không? Ngon hơn luôn. Hết sảy. Thì hai hết trái đi. Hái thái vô cho chị hai rồi. Má vô cho chị với anh cái đỏ này hả? Ừ. Ngọt lắm luôn á. Quế ơi. Chín rồi. Quế. Quá ngọt luôn các bạn ơi. Nó là cái gì mận hả? Mận. Mận thứ nhà mình chị Loan mà nó bự. Ăn đừng ăn sát. Đừng ăn sát cái hộp. Ăn ở ngoài ha. Sát cái hộp nó hơi chua. Cái này giống cái plum á hai. Quá ngon. Mận đó. Ừ. Plum là mận. Ừ. Ngọt á vậy ha mà thơm nữa. Đừng ăn sát cái hộp. Nó bằng trái kia. Trời ơi, bẻ trái sống nhăn rồi. Ờ. Cái trái biết mà dẹp. Rồi. Ăn quá. Ừ, ăn đi. Đừng có nhăn mặt nhăn. Sao? Nó ngọt cái vỏ nó không đã. Thì, nhưng mà nó ngọt đúng không? Ngon hơn, cái kia ngon hơn. Cái kia ngon hơn à? Ừ. Ok, tùy mỗi người thôi. Nhưng mà ngọt. Anh thấy ăn nó ngọt đúng không? Nó ngọt mà ngọt. Nó ngọt kia. Không, ý em nói nó thơm. Nó thơm hơn kia, em cắn vô ăn nó thơm hơn nhiều. Nó thơm mùi vậy. Nó thơm hơn nhiều đúng không? Ừ. Tiếp này nè, cắn cái nữa coi cho nó hấp dẫn coi. Ok. Hồi nãy cầm một cái thì hello các bạn. Bây giờ mình sẽ bẻ một trái đào, trái mận. Mình ăn với chơi với mọi người nha. Kiếm trái nào cho chín chín. Đây áo nhé quần kìa. Không có gió. Đây nè, bên đây chín nhiều nè. Bên đây hả? Cây đó nó mới nhiều trái. Cây này mới nhiều trái nè. Nhưng mà không có chín. Ok, trái này. Đó, mình bẻ được trái rồi các bạn. Lúc nãy là em bấm rồi phải không? Ngon quá. Ngọt. Trái mận rất là ngọt. Rất ngọt đúng không chị? Chín ngọt á. Quá ngon bạn ơi. Các bạn nhìn nè. Bạn nhìn nè. Trái quá trời luôn bạn ơi. Thấy mê không? Mà nó chín hết trơn rồi mọi người ơi. Nhưng mà nếu như các bạn biết cách lựa, các bạn lựa mấy cái trái mà nó chín mềm như thế này á, mình ăn nó sẽ ngọt hơn. Còn với hồi nãy anh ông lựa cái mấy trái này nó còn cứng á, ăn nó bị chua. Có hậu chua đó mọi người thấy đẹp không? Đó. Đó quá trời đẹp luôn. Biết là chín mềm. Anh lựa cái trái mà nó đỏ thiệt là đỏ, mình anh thấy nó căng cái da đó. Sao nhìn nó đẹp lắm mà. Ừ, đúng không căng vậy. Ừ. Trái này nè, đỏ mà căng. Tác chiến lia lịa cô ô chụp hình kìa. Trái máy rồi. Máy em cũng sắp trái rồi mọi người ơi. Nè nè, ở giùm này coi. Ủa cũng ôm hết trơn vậy thật. Cái mặt chui vô vậy rồi còn thấy cái mặt không? Hả? Nó sợ đen thôi chị. Đó. Còn hai ba. Đó. Các bạn thấy không? Tác chiến lia lịa không? Rồi, lộn lại. Ủa con trái mơ vàng nè. Ủa các bạn, qua qua tới bên đây. Nè. Nè nó để chữ biết kìa. Để cái kia mà chị thấy nó còn sống nhăn nó cũng giống như. Vô coi thử coi. Nó cũng là trái đào ấy thôi. Ủa đào dẹp thôi hả? Cái đào dẹp vậy mà. Không có. Giống nhau hết các bạn ơi. Hết rồi, còn khúc đó rồi nó chậm gì vậy? Không biết luôn. Thôi đi lên, vòng lên. Đào không à? Đào. Nè, đào vàng nè. Coi thử coi nó như sao. Đào vàng nè các bạn. Đào vàng này nó giòn chị Loan ơi. Ngoài phía con là thấy cái trái nó là trái. Nè, nè. Xanh ngắt ăn gì? Nó vậy thôi à? Không, cái này là xanh, chưa chín. Vậy hả? Nó vậy thôi à? Chưa chín thôi em. Đi, thôi vậy thôi, đi về. Ăn thử đi chứ mà không chín đâu. Đi về. Về ăn thử cho hẹn coi xem sao nha các bạn. Cái này giòn giòn.
luôn. Đi về. Hết trái để bẻ rồi. Dạ đang quay nè chị. Nè các bạn nhìn nè. Hả? Còn trái mà. Còn trái dứng á. À, giờ đi 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 về các bạn ơi. Hả? Giờ đi về. Ừ. 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 Bên Mỹ này có cái trái đó rồi à. Ừ. Đi tới khu này là táo. Bữa nay không biết đói là gì luôn các bạn. Ăn trái cây. Ăn trái cây giảm cân luôn các bạn. Cái gì vậy? Ừ. Tới khu vực táo mà. Tháng 9 chị em mình sẽ xuống đây khai thác nó tiếp. Quá trời. Hình táo thấy ham á chị ha. Wow, em chụp quá đẹp luôn. Bà ơi. Chưa chín mà nhìn đã vô. Quá trời. Hết biết. Wow. Táo mini. Táo mini các bạn. Ừ. Cái này là cô mình lấy thịt mà cậu Sáu nó thích nè. À vậy hả? Quá trời ha. Táo bên này là táo ghê là. Táo ghê là. Bên này là ghê là. Bè nó để tên nè. Cây này cũng ghê la luôn ha. Ừ. Dạ. Rồi các bạn nhìn farm rộng ghê các bạn. Đó. Cái chỗ nãy mà mình ngồi mình uống nước là tuốt nữa đó. Các bạn thấy đất của bà tới đây luôn. Quá trời rộng luôn. Đã tới đâu luôn. Ừ. Rộng lắm, chạy bằng xe các bạn. Chạy bằng xe đi vòng các bạn thấy không? Đi mà coi ổ ong là phải đi bằng xe vô đó. Ừ. Phải. Đúng rồi, tắm nắng mà bữa nay mình đi tắm nắng. Các bạn thấy không? Nhà của bà mà bà chạy đường đi luôn rồi các bạn thấy không? Rộng lắm. Mà chạy bằng xe mới đi được chứ còn đi bộ là chết cái giò luôn đó. Các bạn thấy. Có mặt đỏ lơ đỏ lửng các bạn. Cái mặt em cũng đỏ lơ đỏ lửng. Về bảo đảm bữa nay mình sẽ được người ta khen là da mày bữa nay đẹp. Đen hơn được một chút xíu. Qua ngày hôm sau nó đen móc lên. Ừ. Rồi cần son phấn. Ừ. Phân xó. Phân xó. Bây giờ thì nó đỏ hồng nhưng mà ngày mai là nó đen móc lên. À. Mọi người Việt mình á có cái nước da là ngộ lắm các bạn, mà đen là đen móc các bạn. Nó ghê lắm cho nên á hả? Tôi có đen móc đâu, tôi đen gọi là bóng lưỡng. Đen bóng hả? Đen đỏ hả? Chỉ lúc này thôi, lấy được hơn là móc. Ừ. Bây giờ ổng thì đen đỏ thôi chứ vài bữa nữa là nó móc trời lên luôn. Cào một cái nó lên một cái đường móc. Đó là Việt Nam thì móc, bên đây Mỹ không? Chắc không? Chắc chưa? Bạn ơi. Bây giờ đi vô tính tiền. Rồi tính tiền. Tính tiền xong cái mình mới đi về. Chứ còn bây giờ ở đây là không có bán vé. Có nhiều chỗ ở bên Việt Nam mình á là bán vé rồi tính tiền trái cây riêng. Ví dụ như vô vé rồi bao nhiêu gì đó rồi xong rồi khi nào đi về bắt đầu tính tiền riêng. Mà mua bao nhiêu thì cân bấy nhiêu. Còn nay không có. Đây chỉ tính tiền trái cây thôi. Các bạn bẻ nhiều các bạn bẻ. Nắng quá. Giờ mình bắt đầu tính tiền các bạn ơi. Ôi da. Đó. Quê hay xăm mua. Đón đồ quê. Đi xích qua. Này họ bỏ vô họ tính tiền. Ah.
đuối cho chị Lon. Thấy mặt nổi lên đâu lưng. Đâu biết bao nhiêu là bà đủ rồi chứ.